Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức và tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin cho biết là châu Á đối mặt với mũi vằn siêu kháng thuốc. Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật Bản cảnh báo, mũi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết và các loại virus khác đang ngày càng phát triển khả năng kháng thuốc diệt mũi ở các khu vực của châu Á và vì vậy rất cần những phương pháp mới để kiểm soát loài này. Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí Science Advances nhà khoa học Shinji Kasai, giám đốc của khoa côn trùng học, y học tại Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản và nhóm của ông đã kiểm tra mũi vằn từ một số quốc gia ở châu Á cũng như là ở Ghana. Họ đã phát hiện ra một đột biến khiến cho một số loài mũi hầu như là miễn dịch đối với các hóa chất diệt mũi phổ biến nhóm Pyrethroid như là permethrin Ở Campos, châu Á, có hơn 90% mũi vằn có sự kết hợp của các biến thể dẫn đến loài này có khả năng kháng thuốc diệt mũi rất cao. Ông đã phát hiện ra một số chủng mũi có khả năng kháng thuốc gấp 1.000 lần so với mức 100 lần từng đã được ghi nhận trước đây. Điều này có nghĩa là mức độ thuốc diệt côn trùng thường tiêu diệt gần 100% số mũi trong một mẫu, nhưng hiệu quả thực tế chỉ đạt được khoảng 7%. Ngay cả khi dùng liều thuốc mạnh hơn gấp 10 lần, cũng chỉ tiêu diệt được 30% số mũi siêu kháng thuốc. Nghiên cứu cho thấy là một số thay đổi di truyền có liên quan tới khả năng kháng thuốc ở mũi với mức độ kháng thuốc khác nhau. Theo Phó Giáo sư Cameron Webb, là nhà nghiên cứu về mũi tại trường Đại học Sydney ở Úc. Ông cho biết là nghiên cứu cho thấy các chiến lược diệt mũi thường được sử dụng có thể không còn mang lại hiệu quả nữa. Ông cho rằng cần phải có tới những hóa chất mới để diệt mũi, song chính quyền và các nhà nghiên cứu cũng cần nghĩ ra những cách khác để bảo vệ cho cộng đồng. Tin từ Nhật Bản cho biết là quốc gia này kỷ niệm ngày lễ thành nhân. Nhật Bản lần đầu tiên kỷ niệm trở lại ngày lễ thành nhân còn gọi là lễ Senjin Shiki kể từ khi độ tuổi trưởng thành tại nước này giảm từ 20 xuống 18 tuổi vào tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên theo thông nhất xã Kyoto với nhiều thanh niên 18 tuổi đang bận rộn tìm việc làm hoặc là học tập để thi đại học, hầu hết các thành phố vẫn giữ các lễ kỷ niệm truyền thống cho thanh niên 20 tuổi. Trong khoảng 2 thập niên gần đây vào ngày thứ hai Thứ 2 của tháng 1, những người trẻ tuổi có sinh nhật lần thứ 20 rơi vào khoảng thời gian từ ngày 2 tây tháng 4 năm trước đến ngày 1 tây tháng 4 của năm đó sẽ tham dự các buổi lễ đánh dấu khởi điểm của tuổi trưởng thành. Lễ Seijinshiki là một ngày lễ quốc gia của Nhật Bản, được tổ chức vào tháng riêng để chính thức công nhận người trẻ 20 tuổi bước sang một giai đoạn trưởng thành. Nhiều chàng trai và cô gái mặc trang phục truyền thống hoặc là áo vest đeo cà vạt đến dự các buổi lễ kỷ niệm. Các cô gái súng xính trong bộ kimono Fushisode truyền thống có tay dài, Vốn thường được mặc bởi phụ nữ chưa kết hôn, trong khi nam thanh niên có thể mặc hakama là một kiểu quần xếp ly truyền thống, chính phủ của Nhật Bản đã sửa đổi bộ luật dân sự để giảm tuổi trưởng thành nhằm thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của giới trẻ vào xã hội. Đây là thay đổi đầu tiên đối với định nghĩa về tuổi trưởng thành của Nhật Bản kể từ khi bộ luật này được soạn thảo vào cuối thế kỷ thứ 19 trong thời kỳ Minh Trị. Sửa đổi có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022 và từ thời điểm đó những người 18 và 19 tuổi có thể kết hôn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ, đồng thời phải chịu những hình phạt nghiêm khắc đối với các tội hình sự. Tuy nhiên, hút thuốc, uống rượu và đánh bạc vẫn bị cấm cho đến khi 20 tuổi. Cuốn tự truyện mang tên Spare của hoàng tử Harry đã phá kỷ lục về doanh số ở nước Anh. Tổng thức xã Reuters đưa tin trong ngày 11 tới tháng 1 cho hay cuốn tự truyện của hoàng tử Harry đã phá kỷ lục thể loại phi hư cấu tại nước Anh trong ngày đầu tiên phát hành với doanh số 400.000 bản, bao gồm sách bìa cứng, sách điện tử và sách nói. Ông Larry Finlay là giám đốc điều hành của Trend World Penguin Random House, là nhà xuất bản của cuốn hồi ký cho biết rằng chúng tôi luôn biết là cuốn sách này sẽ thành công nhưng nó đã vượt qua cả những kỳ vọng lạc quan nhất của chúng tôi theo những gì mà chúng tôi biết thì cuốn sách duy nhất bán chạy hơn trong ngày đầu tiên đó là harry potter spare đã trở thành một cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất ở vương quốc anh sau những cuộc phỏng vấn trên truyền hình của hoàng tử harry và sự việc dò dỉ thông tin cũng như là phát hành nhầm cuốn hồi ký chứa đựng tiết lộ mật về hoàng gia anh cuốn sách của hoàng tử Harry đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới khi kể về một cuộc đấu tranh cá nhân của anh và những suy nghĩ về thành viên hoàng gia khác. Cuốn hồi ký này đang được bán với giá 14 euro ở nhà bán lẻ Waterstone và WH Smith cũng như là trên trang Amazon. Trước đó, biên tập viên Philip Jones từng cho biết là ông tin tưởng vào dự đoán của Waterstone về việc Spare sẽ là một trong những cuốn sách có lượng đặt hàng trước lớn nhất trong thập niên vừa qua. Ông nói, đây cũng có thể là một trong những cuốn sách có doanh thu và ảnh hưởng lớn nhất ở trong năm. Tin từ Australia cho biết là Hồng Y e. George Pell qua đời ở tuổi 81. Tổng thức xã Reuters đưa tin cho biết là cựu viên chức hàng đầu của Tòa Thánh Vatican đã từng bị cáo buộc tấn công tình dục nhưng đã được tuyên trắng án. Hồng y e. George Pell qua đời trong ngày 10 tới tháng 1. Thư ký riêng của ông Pell, đó là ông Joseph Hamilton cho biết rằng vị hồng y qua đời ở Rome vào tối ngày 10 tới tháng 1 ở tuổi 81. Ông cho biết là Tổng giáo phận Sydney sẽ sớm ra tuyên bố. Các nguồn tin của giáo hội cho biết là họ tin rằng ông Pell tử vong vì ngừng tim trong một bệnh viện ở Rome. Ông Pell từng bị kết tội tấn công trình dục trẻ em, nhưng đã được tuyên trắng án sau đó. Một phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Australia trong năm 2020 đã hủy bỏ các bản án kết tội ông Pell là tấn công tình dục hai cậu bé trong một dàn hợp sướng vào những năm 1990. Ông Pell đã ở tù 13 tháng trước khi bản án được hủy bỏ. Khi bị kết án thì Hồng Y Pell là một nhân vật cao cấp nhất của giáo hội công giáo bị buộc tội trong vụ bê bối toàn cầu về các vụ lạm dụng tình dục đã làm dung chuyển giáo hội trên toàn thế giới. Phán quyết năm 2020 cho phép Hồng Y Pell lúc đó 78 tuổi được tự do. Hồng Y Pell là cựu tổng giám mục của khu vực Melbourne và Sydney đã phụng sự tại tòa Vatican với tư cách là bộ trưởng kinh tế từ năm 2014 cho đến khi ông xin nghỉ phép vào năm 2017 để trở về Úc đối mặt với các cáo buộc, ông sống ở Rome kể từ khi được tha bổng vào năm 2020. Cuối cùng là bản tin giải trí cho biết là người dẫn chương trình của giải Golden Globe Award năm 2023 bị chê trách, đó là MC Gerard còn Michael đã bị khán giả phản đối vì anh này đã nhắc nhở tới vụ anh Will Smith tát danh hài Chris Rock tại giải Oscar trong năm ngoái khi anh dẫn chương trình của Quả Cầu Vàng. Tại buổi lễ diễn ra vào tối ngày 10 tháng 1 ở California, Gerald Carmichael đã nói kháy đồng nghiệp khi trở lại sân khấu sau giờ giải lao anh nói rằng trong thời gian nghỉ quảng cáo chúng tôi đã trao giải danh dự rock hudson cho will smith vì một màn thể hiện sự nam tính xuất sắc trên truyền hình hãy cho anh ấy một tràng pháo tay tờ Hello đã đánh giá trò đùa nhạt nhẽo không được đám đông trong khán phòng hưởng ứng, đặc biệt là khi nó diễn ra chỉ ít phút sau màn phát biểu chân thành của đạo diễn Ryan Murphy về tầm quan trọng của việc đưa hình ảnh cộng đồng LGBT lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tờ Parade đã bình luận như sau, đã gần một năm kể từ khi ngôi sao Fred Prince of Bel Air, tát nam diễn viên hài Chris Rock trên sân khấu sau khi anh này nói đùa về chứng rụng tóc của Jada Pinkett Smith. Will Smith đã xin lỗi từ lâu và cả thế giới đã bỏ qua chuyện này. Nhiều người dùng Twitter cũng chê màn cà khịa của Gerard Carmichael, một tài sản nói rằng chưa bao giờ tôi thấy nhiều câu nói đùa không được hưởng ứng như vậy. Thế mà diễn viên hài này vẫn có thể tiếp tục trên sân khấu. Những người khác thì bình luận tại sao anh ta vẫn tiếp tục lấy Will Smith ra làm trò cười. Thực sự không cần thiết. Giải quả cầu vàng 2023 thật tệ hại, hãy tha cho Will Smith đi. Không phải lần đầu tiên mà MC sử dụng cú tát của Will Smith để tấu hài. Anh này đã từng nhắc đến sự việc trong một tiết mục trên chương trình Saturday Night Live hồi giữa năm ngoái. Ngoài câu nói liên quan tới Will Smith trước đó thì nam MC đã mượn câu chuyện của Tom Cruise và giáo phái Scientology để pha trò nhưng đổi lại là sự im lặng từ phần đông khách mời của lễ trao giải. Người dẫn chương trình MC Gerald Carmichael sinh năm 1987 trong một gia đình nghèo ở Mỹ. Anh nổi tiếng nhờ diễn hài độc thoại. Anh đã được chú ý khi đồng sáng tạo và sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim sitcom The Carmichael Show. Nam diễn viên công khai là người đồng tính, góp mặt nhiều trong các phong trào nhân quyền của người da đen tại Hoa Kỳ.